Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Văn Lang tổ chức workshop thiết kế phương án lễ hội Tết Việt năm 2021 Con đường thanh niên. Từ 13 ý tưởng thiết kế của 100 sinh viên ngành thiết kế nội thất, ý tưởng có chủ đề Đông Sơn của nhóm sinh viên năm nhất ngành thiết kế nội thất Đại học Văn Lang được trao giải xuất sắc nhất. Nhóm đã sử dụng họa tiết chim lạc trên trống đồng kết hợp với các hình tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn, ứng dụng lên các thiết kế hiện đại, thể hiện niềm trông mong mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ trong dịp Tết đến. Năm 2021, quy mô chương trình được nâng lên cột mốc mới trở thành lễ hội Tết Việt 2021 Con đường thanh niên sau 15 năm tổ chức. Với kiến thức chuyên ngành được đào tạo theo định hướng ứng dụng ngay từ giảng đường, sinh viên ngành thiết kế nội thất Trường Đại học Văn Lang được tin tưởng cộng tác, đồng hành cùng dự án quy mô của thành phố.